cách đọc biểu đồ chứng khoán đúng chuẩn cách xem biểu đồ phân tích kỹ thuật trong chứng khoán cả một sự khoa học bởi nó có rất nhiều thông số bên dưới là những thông số cơ bản nhưng nếu bạn hiểu rõ bạn sẽ kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán đấy yên tâm đi đầu tư là gì sẽ hướng dẫn bạn ngay cách đọc biểu đồ chứng khoán đúng chuẩn một nhận dạng và tóm tắt vùng một bạn biết chính xác mình đang xem gì mã cổ phiếu nào nhìn vào bên góc trái màn hình bạn sẽ thấy mình đang xem cổ phiếu gì bạn có thể xem biểu đồ này dưới dạng ngày, tuần, tháng tùy vào bạn lựa chọn. Cách đọc biểu đồ tuần, tháng cũng tương tự như biểu đồ ngày. Ở bên phải đồ thị có thanh công cụ bạn chỉ cần nhấp chuột vào là chuyển đổi từ ngày sang tuần và tháng. 2. Trục thời gian, nhìn vào trục ngang trên đồ thị giá, ở phần mềm Ami Broker là phần mềm mạnh, bạn sẽ kéo thời gian xem về quá khứ, hay thu nhỏ thời gian lại chỉ xem ở 1,2 tuần hay xem vài tháng bằng biểu tượng. Trên thanh công cụ 3. Đường trung bình động MA, đường trung bình động là một trong những cách thức để xem kháng cự và hỗ trợ trên đồ thị giá và xu hướng giá. Trên đồ thị này có hai đường trung bình động là MA50, đường trung bình động 50 ngày, màu cam, và đường xanh dương MA100 để xem đường trung bình động 100 ngày, 4. Khối lượng, khối lượng rất quan trọng, nó giúp cho xác định đà và mức độ giao dịch của thị trường. Thanh khoản càng cao thì cổ phiếu giao dịch càng nhiều càng sôi động. Thanh màu đỏ là thể hiện cổ phiếu này hôm đó giảm điểm, thanh màu xanh thì thể hiện thị trường tăng điểm bằng việc so sánh giữa giá mở cửa và đóng cửa trong ngày hôm đó. Năm. Phạm vi giao dịch trong ngày, đồ thị nến Nhật mỗi cây nến xanh hay đỏ thể hiện cho một ngày giao dịch độc lập, khi nến đỏ là giá hôm đó phiên mở cửa cao hơn đóng cửa và nến màu xanh là ngược lại. Chúng ta thấy những đường thẳng mảnh ở phía trên và phía dưới thể hiện mức cao nhất và thấp nhất trong ngày giao dịch ngày hôm đó. Đó cũng là phạm vi giao dịch của cổ phiếu, dường như bạn xem biểu đồ ở Amibroker hay bất cứ biểu đồ sẵn có nào ở các website như CafeF, Curfew68, Vietstock hay web bất cứ công ty chứng khoán nào cũng bố trí giống như vậy. Vậy giờ bạn biết cách đọc biểu đồ giá thị trường chứng khoán như một chuyên gia rồi đó, để đầu tư chứng khoán hiệu quả, bạn nhớ đọc các chỉ báo phân tích kỹ thuật sau, sóng Elliott, xu hướng, Bollinger Band, đường MA, khối lượng giao dịch. Ngưỡng kháng cự và hỗ trợ, tự tin lên. Chúc bạn thành công, trên đây là những chia sẻ đầy đủ thông tin về cách đọc biểu đồ chứng khoán đúng chuẩn. Để hiểu thêm về thị trường chứng khoán cho người mới bắt đầu, thông tin đầu tư sẽ giúp bạn đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn, lựa chọn đầu tư là ở mỗi người, nhưng lựa chọn đúng sẽ quyết định rất lớn đến thành công trong tương lai. Chúc các bạn thành công.